thần cho rằng Trương đại nhân chiến công hiển hách là quá sự thật. Bao chừng nói vậy là sao? Tây Hải dụng binh 10 vạn xâm chiếm 100 dặm lãnh thổ Đại Tống ta. Mấy năm nay Trương đại nhân thống lĩnh 30 vạn quân, giết địch 1 vạn, tổn thất 1 vạn, hao tổn hơn nửa ngân lượng quốc khố, không đoạt lại được tất đất nào, chỉ cướp về vài vũ nữ Tây Hạ, thì sao có thể gọi là chiến công hiển hách chứ? Bao chứng, ngươi thật là to gan, trên triều có chỗ cho ngươi lên tiếng sao? Đúng là to gan quá. Sao lại dám nói như vậy? Tại sao có thể vậy được? Thiệt tình. Dương đại nhân, Khanh nói đúng, Bao chứng không nên ở lại trên triều đình nữa. Hoàng thượng sao vậy? Hoàng thượng truyền thái y. Hoàng thượng có sao không vậy? Hoàng thượng có sao không? Đóng cổng cung lại.